Vâng, em xin chào các bác nhá. Năm hôm nay em lại quay lại video của bác đây. Và chào các bác lại một lần nữa nhá. Bây giờ đang chuẩn bị vào Tết rồi. Trời bắt đầu chuyển không khí lạnh đấy. Gió mùa và trời bắt đầu đổ mưa. Mùa này thì nhà nó rất là lồm. Cho nên là các bác đang cần sắm máy hút ẩm thì cứ gọi em nhá. Mới có mưa hôm qua thôi mà hôm nay hút ẩm ấy vãn luôn. Đấy, bắt đầu nhà em lại cho thợ dọn máy hút ẩm lên cho các bác đây. Đấy, nhà thì dọn rất là kỹ, tất cả các dòng máy như máy bình dân rồi những dòng máy VIP giá nó dao động khoảng tầm từ 2 triệu hơn 1 triệu rồi đến 5 triệu 7 triệu rất là nhiều. Và máy lọc không khí bù ẩm, nhà bác nào mà dùng máy sưởi mà bị khô da lứt lẻ thì lên sắm cho nhà mình một ít máy bù ẩm nhá, bù ẩm lọc không khí. Vì mùa này thời tiết rất là hanh khô nên là bù ẩm lọc không khí mới hút ẩm thì nhà nào có một chiếc, nên có một chiếc. Và giờ bắt đầu chuyển gió rét rồi thì máy rửa bát thì nhà em cũng còn rất nhiều đấy. Hôm qua thì hôm trước thì bán được rất nhiều máy rửa bát rồi, thì các bác ở các tỉnh thành ở trong Nam các bác mua những chiếc máy VIP thì các bác cũng chuyển tiền hết rồi, thì không phải tự dưng mà các bác chuyển hết tiền đâu, mà em phải như thế nào thì các bác mới tin tưởng như vậy. Có những bác mua hàng em bằng tiền 100 triệu các bác cũng chuyển khoản hết, em không bắt các bác chuyển đâu mà các bác tự chuyển vậy. Đấy là cái tình cảm mà các bác dành cho em, đấy là những cái lòng tin mà các bác đặt ở cửa hàng nhà em đấy. Vậy các bác nào mua thì cũng cứ yên tâm như vậy, hàng nhà em thì luôn cam kết giá cả và cũng như chất lượng cho các bác, sai ở đâu thì bọn em xin nhận đấy và chịu hoàn toàn trách nhiệm cho các bác luôn đấy. Thì em giới thiệu qua cửa hàng nhà em này, cửa hàng nhà em là cửa hàng Thanh Lâm Gia Ban Shop, địa chỉ tại Cầu Giàm, Tân Hương, Linh Giang, Hải Dương. Em dùng hai số điện thoại, số đầu tiên là số 0377996066, số dưới là 0975360433. Thì em quay bằng điện thoại thì nó có hơi rung, nên rất mong các bác thông cảm nhé. Đấy thì máy em lên rất đều cho các bác. Bếp từ thì 1-2 hôm nay lên được, nhưng mà khách các bác đến nhà mua rất đông, lên cũng không có thời gian để lên video được, thì cũng rất mong các bác thông cảm. Đấy thì em quay qua video và em sẽ báo giá sơ qua luôn cho các bác, thì các bác có thể lắm được luôn. Đấy thì em vào em báo giá sơ qua luôn cho các bác luôn. Như chiếc này là chiếc Zinai full chức năng 2 tầng lửa, có nấu cơm, có hẹn giờ, mặt men, đẹp xuất sắc luôn. Con này thì nhà em đang bán giá là 3.400.000 đồng. Đấy, em có 1 màu, 2 màu, 3 màu. Đấy, nó có màu đen và màu ghi và đen tuyền. Và màu này là màu ghi trắng. Bếp từ thì hiện tại em đang có một con viền mỏng. Dòng này viền mỏng thì chắc nhiều bác đã biết đến nó rồi, vì bản này là bản cao cấp nhất đời chót 2008 của La sang form 3 La. Con này thì chắc là rất nhiều bác săn đón, bởi vì con này viền mỏng cho nên là dòng này nó siêu bền rồi. Latina thì nó không kén điện và siêu bền rồi. Và được đẹp những con này và viền mỏng, đèn nét đủ, mặt trắng. Con này hiện tại thì các nơi người ta đang bán chiếc này giá là 5.500.000 đồng, giá thợ giao dịch với thợ. Đấy, ở nhà em Lâm bán 5 triệu cho các bác. Còn bác nào mà muốn mua bảo hành 1 năm thì các bác cộng thêm 1 triệu cho em. Còn giá không bảo hành là 5 triệu và một con cảm ứng 6 phím. Đấy, con này là đời chót 2008, mặt là mặt màu trắng. Đây là màu nhú trắng. Đấy, rất đẹp sang, cảm ứng 6 phím, viền dùng phím ở bên trên, có 4 cảm biến chống tràn. Đấy, ở góc. Góc đây có một cái này. Đây này, đây này, khi nước tràn ra chạm vào cái là tự động nó sẽ báo lỗi luôn cho các bác luôn. Đấy, con này thì các nơi khác thì người ta đang bán là giá là 5.500.000 đồng, thợ giao dịch với thợ. Thì hiện tại ở nhà em bán cho các bác giá là 5 triệu đồng cho các bác. Đấy, bác nào thích mua hành thì cộng thêm tiền 321G thì em còn có một chiếc này thôi. Đấy, thợ thì nó đang lau lên. Đây thì nó đang, ở đây nó rất là bụi. Đấy, thợ thì nó đang lau lên thì em còn một chiếc 321G. Đấy, hút ẩm thì cũng còn rất nhiều. Đấy, lọc không khí thì hiện tại em có 3 màu: màu đen, màu trắng, màu lâu cà phê và màu màu xanh xanh thiên thanh, gọi là màu tím than ấy. Đấy. Và em báo giá qua máy rửa bát luôn các bác. Thì hiện tại là em còn một chiếc TCH1. Chiếc TCH1 này thì nó hơi xấu một chút. Thì em sẽ bán rẻ, xấu ở đâu thì các bác cứ alo cho em. Chiếc này thì bên ngoài cực đẹp nhá, cực sắc nét luôn, nó chỉ bị mẻ một chút thôi. Mà nếu như không chỉ thì không ai phát hiện được là nó bị mẻ ở đâu cả. Đấy. Thì để em xin phép em để chút đồ xuống em quay luôn con này cho các bác nhìn luôn.
Đấy. Máy rất đẹp luôn, nhưng nó bị nhảm một chút, bán cực rẻ luôn. Chiếc này là em bán cho các bác là giá là 3 triệu. Đấy, bán cho bác chiếc này là 3 triệu. Chiếc này em cũng bán cho các bác giá là 3 triệu 500 ngàn đồng. Cũng bị mẻ một chút. Đấy, bị mẻ ở đâu thì các bác điện cho em. Đấy, ở nhà em đấy, máy đẹp, em bán ra đẹp. Máy nó bị làm sao này em bán người ấy luôn. Và em cũng nói thật luôn với các bác, chứ không có câu chuyện úp mở mở là không bao giờ có luôn. T3 thì nhà em vẫn còn, T3 thì giá vẫn cứ là 5 triệu 500 ngàn đồng. Không bảo hành thì giá là 5 triệu. Đấy, tùy các bác. T3 em còn 3 chiếc. TM5 em vẫn còn. Đấy, bác nào lấy thì alo cho em. TM1 thì nhà em vẫn bán giá là 4 triệu 2. Đấy, TM1 em còn 1 chiếc thôi. Và 1 chiếc TM2. T6 thì chiếc này đã có cọc rồi. Đấy, bác ấy đã cọc tiền rồi. Bác ấy bận, bác chưa phải lấy. Còn mà, đấy đây này em còn 4 chiếc T3. Thì các bác yên tâm là lọc khí hút ẩm em còn rất nhiều nhá. Đấy, hôm qua bán ván chiến trường rồi thì hôm nay bắt đầu lại ráp lên. Ở dưới đằng sau thì lúc nào cũng cứ còn rất nhiều nhá. Bác nào lấy thì cứ alo cho em. Đấy. Đấy, hàng bán đi cho các bác đây. Bếp từ tháo ra đi hai kiện để bọc cho các bác. Nhà em buôn bán thì ở đâu cũng vậy thôi. Lãi ít hay lãi nhiều nhưng bao giờ em cũng đặt khách hàng lên trên hết. Không bao giờ có câu chuyện là làm ăn luộm thuộm. Xốp này em mua là xốp 10 phân. Bây giờ xốp lên 75.000 một tấm. Bọc cho các bác một con bếp từ này đi. Đấy, bán cho bác 4 triệu. Trừ đi 2 tấm xốp mất 150.000 cho các bác. Đấy. Một mặt này là hết một tấm xốp, một thân này là hết một tấm xốp. Tổng là 2 tấm hết 150.000, 4 triệu trừ đi 150.000 là chỉ còn có 3.850.000. Chưa tính bằng dính ni lông. Đấy. Thế thì bọc cẩn thận quá thì nhiều bác đến nơi lại bảo là sao mày bọc lắm xốp thế? Các bác ạ, bọc máy đi các bác, chẳng may nó vỡ thì các bác trách là làm ăn vớ vẩn, thiếu trách nhiệm. Đấy, thế bọc cẩn thận cho các bác, đến thì nó đắt thêm 100.000 tiền cước thì các bác trách là mày bọc thế thì chết tiền cước của tao. Cho nên là các bác mua ở đâu cũng vậy, được mua ở những cửa hàng có chữ tín chữ tâm thì đặt ở đồng tiền ấy nó đúng chỗ lắm. Chứ các bác mà chứ không bao giờ nhà em lấy ba cái loại xốp vụn xong rồi bôi bôi chát chát vào làm cho các bác, không bao giờ có làm cái trò mèo vậy luôn. Đấy, các bác yên tâm như vậy. Hút ẩm đi các bác yên tâm đi, hết lại lên, hết lại lên. Đây hôm qua thì bán sạch, hôm nay thì dọn thêm một loạt hơn 20 chiếc nữa để phục vụ các bác. Đấy. Bếp ga thì nhà em vẫn cứ còn rất nhiều bếp ga luôn, hết thì thợ lại dọn lên. Đấy. Thì các bác đang tìm những cái dòng máy hút ẩm nào thì cứ alo cho em. Đấy. Đấy, hút ẩm lọc khí, bếp ga, bếp từ. Đấy, máy rửa bát. Đấy, nồi cơm. Đấy. Đấy, nồi cơm. Đấy, bác nào lấy chiếc nào thì alo cho em nhé. Đấy, em xin phép quay lại tiếp lần nữa cửa hàng nhé, để các bác được biết kênh nhà em. Đấy, các bác theo dõi kênh nhà em thì nhớ đăng ký kênh và ủng hộ cho em nhé. Đấy, để em có động lực để làm thêm nhiều video hơn phụ các bác. Đấy, em dùng hai số điện thoại, các bác là cần mua gì thì cứ alo cho em. Đấy, em xin phép chào các bác nhé, hẹn các bác ở một video kế tiếp. Chào các bác.